Dạ, thay mặt đại chúng trong room, con xin được cung thỉnh đại đức tuệ nhân. Dạ, nếu mà đại đức được xin là cung thỉnh đại đức trước để lên đọc La Mã. Dạ. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh. Sư thân chào tất cả quý cô tu nữ và thân chào tất cả quý Phật tử. Dạ, con xin được phép đọc cái bài kinh tiểu bộ ạ. Bắt bài con sẽ đọc. Dạ, con xin đọc bài kinh tiểu bộ đoạn 28 ạ. Điều này đã được Thế Tôn đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo đầy đủ hai pháp, ngay trong hiện tại, an trú, đau khổ, có hoạn lạc, có u não, có não, sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi là ác thú. Thế nào là hai? Độ trì các căn và không tiết độ trong ăn uống. Này các tỳ kheo đầy đủ hai pháp này, ngay trong hiện tại, an trú, đau khổ. Các căn đau khổ về thân thể, các căn không hộ trì. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến mắt, tai, mũi và lưỡi, kể cả thân và ý. Những cửa này ở đây, tỳ kheo không hộ trì, ăn uống không tiết độ, đau khổ về thân thể, các căn không hộ trì. Đau khổ về tâm tư, vì ấy phải thọ lãnh. Những đau khổ như vậy, thân thể bị thiêu đốt, tâm tư bị thiêu đốt, dầu là đêm hay ngày, an trú khổ như vậy. Ý nghĩa này được Đức Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Con đã đọc xong ạ. Con đảnh một lần nữa, kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng và sư xin nhường mic này cho rung ạ. Nam mô Bụt Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn. Con nghe ạ. Alo, alo, 1 2 3 4 1 2 3 4. Nam mô Bụt Thầy Giá. Cảm ơn Bụt Thầy Giá. Ủa sao rạng đông lại? Nghe nào, dạ cảm ơn. Dạ, tự nhiên xin đọc bài tiểu bộ kinh. Đó là 28 lai. Điều này Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo đầy đủ hai pháp, ngay trong hiện tại an trú đau khổ, có hoạn nạn, có u não, có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi là ác thú. Thế nào là hai? Không hộ trì các căn và không tiết độ trong ăn uống. Này các tỳ kheo đầy đủ hai pháp này, ngay trong hiện tại an trú đau khổ, có hạn nạn, có u não, có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi là ác thú. Thế Tôn
đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến mắt, tai, mũi và lưỡi, kể cả thân và ý. Những cửa này ở đây tỷ kheo không hộ trì, ăn uống không tiếp độ, đau khổ về thân thể các căn không hộ trì, đau khổ về tâm tư vì ấy phải thọ lãnh. Những đau khổ như vậy, thân thể bị thiêu đốt, tâm tư bị thiêu đốt, dầu là đêm hay ngày, ăn trú khổ như vậy, ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, tự nhiên đã đọc xong rồi. Dạ, tự nhiên xin mời xuống mic. Kính mời à. Dạ, cảm ơn cô Tề Duyên. Dạ, con Tâm Phương, con xin kính đảnh lễ ba ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, dạ, Nam Mô Sang Kha Giá. Ồ, không biết có nghe rõ. Dạ, cảm ơn Huynh Quá Thánh Á đã cho biết âm thanh rõ. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Đường Mẫn. Dạ, con kính đảnh lễ với cô tu nữ. Con xin đọc và đọc câu Pháp Cú 28 22. Dạ, điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, tỳ kheo đầy đủ hai pháp ngay trong hiện tại: an trú đau khổ, có hoạn nạn, có ưu não, có diệt não, sau khi thân hoại mạng chờ đợi là ác thú. Thế nào là hai? Không hộ trì các căn và không tiết lộ trong ăn uống. Này các tỳ kheo, tỳ kheo đầy đủ hai pháp này ngay trong hiện tại: ăn trú đau khổ, có hoạn nạn, có u não, có diệt não, sau khi thân hoại mạng chung chờ đợi là ác thú. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến mắt, tai, mũi và lưỡi, kể cả thân và ý. Những cái cửa này ở đây tỳ kheo không hộ trì, ăn uống không tiết độ, đau khổ về thân thể các căn không hộ trì, đau khổ về tâm tư vì ấy phải thọ lãnh. Những đau khổ như vậy, thân thể bị thiêu đốt, tâm tư bị thiêu đốt, dầu là đêm hay ngày, an trú khổ như vậy, ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, Tâm Phương đã đọc xong, kính không biết là cho vị kế tiếp ạ. Dạ, kính cảm ơn chị Đặng Đông. Dạ, xin mời chị Đặng Đông ạ. Sa thú chị Lạc Lê, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Sư Tuệ Nhẫn, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin kính đọc bài tiểu bộ kinh, bài số 28 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo đầy đủ hai pháp, ngay trong hiện tại, an trú đau khổ, có hoạn nạn, có u não, có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi là ác thú. Thế nào là hai? Không hộ trì các căn và không tiết độ trong ăn uống. Này các tỷ kheo đầy đủ hai pháp này ngay trong hiện tại: an trú đau khổ, có hoạn nạn, có u não, có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi là ác thú. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến mắt, tai, mũi và lưỡi, kể cả thân và ý. Những cửa này ở đây tỷ kheo không hộ trì, ăn uống tiết độ, đau khổ về thân thể các căn không hộ trì,
Đau khổ về tâm tư, vị ấy phải thọ lãnh. Những khổ như vậy, thân thể bị thiêu đốt, tâm tư bị thiêu đốt, dầu là đêm hay ngày, ăn trú khổ như vậy. Nghĩa này được Thế Tôn đến và tôi đã được nghe. Dạ, đoạn thứ 28 đã dứt. Kính mời quý vị đưa bàn tay lên, kính mời quý vị nha. Thượng Đông xin xuống mic. À, em thấy bàn tay của chị Sương Mai, kính mời chị. Dạ, cảm ơn chị Rạng Đồng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con Sương Mai, con xin kính lễ chư Tôn Đức, kính chư quý tu nữ và kính chào chư quý cận sự. Con xin đọc pháp đoạn 28 của kinh Tiểu Bộ. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo đầy đủ hai pháp ngay trong hiện tại, an trú đau khổ, có hoạn nạn, có ưu não, có nhiệt não sau khi thân hoại mạng chung chờ đợi là ác thú. Thế nào là hai không hộ trì các căn và tiết lộ trong ăn uống và không tiết độ trong ăn uống? Này các tỳ kheo, trong hiện tại an trú đau khổ, có hoạn nạn, có ưu não, có nhiệt não sau khi thân hoại mạng chung chờ đợi là ác thú. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây. Điều này nói đến mắt, tai, mũi và lưỡi, kể cả thân và ý. Những cửa này ở đây tỳ kheo không hộ trì, ăn uống không tiết độ, đau khổ về thân thể, các căn không hộ trì. Đau khổ về tâm tư, vì ai phải thọ lãnh những đau khổ như vậy, thân thể bị thiêu đốt, tâm tư bị thiêu đốt, dầu là đêm hay ngày, an trú khổ như vậy. Ý nghĩa này như Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Và kính mời quý vị kế tiếp nha. Và sư Mai đã đọc xong. Dạ, sa thu lành thầy và xích sương mai. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Kha Giá. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật Tăng. Kính lễ đảnh lễ Đại Đức Minh Hằng, kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Nhẫn. Kính chào cô tu nữ Tuệ Duyên cùng các đọc phẩm 28 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo đầy đủ hai pháp ngay trong hiện tại. An trú đau khổ, có hoạn nạn, có ưu não, có nhiệt não. Sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi là ác thú. Thế nào là hai không hộ trì các căn và không tiết độ trong ăn uống? Này các tỳ kheo đầy đủ hai này, ngay trong hiện tại an trú đau khổ, có hoạn nạn, có ưu não, có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi là ác thú. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Mắt, tai, mũi và lưỡi, kể cả thân và ý, những cửa này ở đây, tỳ kheo không hộ trì, ăn uống không tiết độ, đau khổ về thân thể, các căn không hộ trì. Đau khổ về tâm tư, ý phải thọ lãnh những đau khổ như vậy, thân thể bị thiêu đốt, tâm tư bị thiêu đốt, dầu là đêm hay ngày, an trú khổ như vậy. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, con vừa tiểu bộ kinh phẩm 28. Dạ, con biết Sister Ái Minh có lên đọc bài không ạ? Sister Ái Minh, còn có Sister Ái Minh, con nói lên hai phát vị hay đọc. Sister Ái Minh có trước máy không? Alo, chắc không có. Sister Ái Minh có trước máy hả? Dạ, nếu mà Sister Ái Minh không có trước máy thì con đã không thấy một bàn tay nào nữa, tại vì các quý vị đã ôn bài hết rồi. Con xin được thay mặt đại chúng trong room để thỉnh pháp sư, tại vì thấy
Thượng tọa Pháp Tân đã quang lâm đạo tràng rồi. Brahmacharo kathipati sahampati katan yariyanti varang ayachatha santitha sattapriyakha chatika te setu thammang anukampi mang pasang sattamma pering vinayanta kayang sutanta pandanga pitamma chammang akot Yanto chatu sakya dandang papotanai ye parisa yamatye evang saham pati pramma pakawantang aya chata tunhi pavena tang putto karun ye na tivasa yatan havutaya padena mika dayang tato kato panchawakaya dayo na ye amang paye si tamato Ta to pa phu thi sam phu tho anu na tham ma thết sa nang ma kha vat sa ni de se si sat ta nang at tha si ta kang te na sa tu a yo phan te te se tu tham ma thết sa nang sa pa yi tha pa ri sa ya anu kam pam pi ka ta a ve Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhầm lời nhưng chẳng gì hơi. Quý ông mở đạo thấy đời, nhắm vườn lộc ca giả ngài rời chân sang. Thuyết pháp độ các hạng đệ tử, có năm thầy thính dư pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ gia phèn toàn, một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lặn dưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tích ca rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi. Chúng con ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu đặng chí chi vẹn toàn. Dạ, Nam Mô Phật Thầy gia, kính bạch đại đức, kính bạch đại đức, kính bạch thượng tọa Pháp Tân. Hôm nay thượng tọa sẽ giảng bài 30 và 31. Kính bạch thượng tọa, tại vì thấy xích dạ, 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 con thấy bài 29 chưa học. Dạ, vậy con xin được thay mặt đại chúng đọc bài 30 phẩm 30. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có hai pháp này làm cho nung nấu. Thế nào là hai? Ở đây, này các tỷ kheo, có người không làm điều lành, không làm điều thiện, không che chở người sợ hãi, làm điều ác, ngoan cố trong việc làm, làm điều không thiện, người ấy bị nung nấu bởi ý nghĩ. Ta đã làm điều ác này, các tỳ kheo, hai pháp này làm cho nung nấu. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Làm xong thân ác hạnh, hay nói lời, các lời ác, làm xong ý ác hạnh, hay bất cứ gì khác, có liên hệ lầm, không làm các nghiệp lành, làm các điều bất thiện khi thân hoại mạng chung, người có ác trí tuệ bị sanh vào địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Phẩm 21, 31. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có hai pháp không làm cho nung nấu. Thế nào là hai? Ở đây, này các tỷ kheo, có người làm điều lành, làm điều thiện, che chở người sợ hãi, không làm điều ác, không ngoan cố trong việc làm điều thiện. Người ấy không bị nung nấu vì nghĩ rằng ta đã làm điều lành,
không bị nung nấu vì nghĩ rằng ta không làm điều ác. Này các tỳ kheo, hai pháp này không làm cho nung nấu. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Từ bỏ thân làm ác, hay nói các lời ác, từ bỏ ý ác hành, hay bất cứ gì khác có liên hệ lỗi lầm, không làm các nghiệp ác, làm nhiều sự, điều thiện sự. Khi thân hoại mạng chung, người có thiện trí tuệ, được xây cõi trời. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính cung thỉnh Thượng tọa Pháp Thân Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng tiểu bộ kinh phẩm 30 và 31. Nam mô Phật Tha. Dạ, dạ, con xin được thành kính cung thỉnh Thượng tọa Pháp Thân. Dạ, Nam mô Phật Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng tọa Minh Hạnh. Kính chào Đại Tuệ Nhẫn. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng tôi giảng bài số 30 và 31. Hôm rồi đó thì sự thật ra là giảng bài 28, nhưng mà bài 28 và 29 thì nó có liên hệ ý nghĩa với nhau. Từ cái việc mà không có thu thuốc các căn cho đến cái việc mà không có tiết độ trong sự ăn uống ấy, thì cái pháp kia nó bài số 30, số 29 thì nó cũng trái ngược lại. Thì do vậy chúng tôi không có giảng. Hôm nay thì hai cái bài này, bài 30 và bài 31, nó có liên hệ ý nghĩa. Trước khi giảng bài học hôm nay, chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo, đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakawantang Afiwa Đề Mí. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc A-La-Hán Chánh Đẳng Giác, Đấng Thiên Nhân Sư, Bi Trí Vẹn Toàn. Sokhato Phagavata Thammo Thammang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Subhatibano Phagavato Savakasankho Sankang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, Chư Tăng, các ngài đã đắc quả thánh và còn phạm là mô Phật sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Dâng đức lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt, nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho quý chư tôn đức, quý tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay đó, bài số 30 và số 31 La Mã đó, thì ở đây đó chúng ta nghe Phật quát đọc cái quát nó đọc về phần chánh văn rồi, chúng tôi xin lặp lại để chúng tôi sẽ giảng lại cái đó. Đức Phật ngài nói là này các tùy theo, có hai pháp làm nung nấu. Thế nào là hai? Ở đây tùy theo có người không làm điều lành, không làm điều thiện, không che chở sợ hãi, không che chở sợ hãi, không che chở sợ hãi, làm điều ác, ngoan cố, làm việc lành, làm ngoan cố trong việc lành, ngoan cố trong việc lành. Điều này có hiểu ha? Rồi làm trong việc làm lành, làm điện, người ấy bị nung nấu bởi ý nghĩ ta không làm điều lành, nung nấu bởi ý nghĩ ta đã làm điều ác. Này các tỳ kheo, hai pháp này làm cho nung nấu, làm cho nung nấu. Và Đức Phật này nói là cái người mà làm xong các nhân ác, hay nói các lời nói ác, làm xong ý ác hành, hay bất cứ gì khác có liên hệ lỗi lầm, không làm
các nghiệp lành, làm các điều bất thiện. Trong thân, khi thân hoại mệnh chung, người có ác tuệ, ác trí tuệ bị sanh vào địa ngục. Thì ở đây nó bài số 31 là nếu như một người mà làm điều ác, và với cái suy nghĩ là mình luôn luôn làm điều ác, không có làm điều lành, thì cái người đó khi mà thân hoại mệnh chung thì dễ sanh vào ác khổ, ác cảnh. Người ngược lại cái bài số 31 đó, thì Đức Phật Ngài nói nếu một người mà thiên làm điều lành, si đến điều lành, tránh xa các cái điều ác đó, thì người đó thân, người đó suy nghĩ như vậy, khi mà từ bỏ được cái thân làm ác, hay những lời nói ác, hay từ bỏ ý ác hành, hay bất cứ điều gì khác có liên hệ đến lỗi lầm, không làm các ác nghiệp, nghiệp ác, làm nhiều điều thiện sự, khi thân hoại mệnh chung, người có thiện trí tuệ được sanh cõi trời. Đây là điều mà chúng ta thấy. Thì trước tiên đó là chúng ta thấy rằng nói đến cái việc mà làm ác, mà ở đây cả ba cái nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì khi mà mình nói thân ác hạnh thì ở đây hiểu đó là thân sát sanh, trộm cắp và tà hạnh. Chỉ có thân làm được ba cái ác nghiệp đó. Cho nên là nếu mà bằng với cái tâm của một người, sự chủ tâm của một người mà cố ý làm điều ác, chúng ta thấy ở trong kinh Phổ cái phẩm, cái kệ ngôn đầu tiên cũng như là kệ ngôn thứ, Đức Phật Ngài dạy nếu với ý ô nhiễm nói lời hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Còn ngược lại nếu với ý thanh tịnh nói lên hai hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Đó là điều mà Đức Phật này ví dụ vậy. Thì trước tiên đó là khi mà nói đến thân làm ác á, thì sự thật ra đó là chúng ta có ba cái cửa nghiệp, cửa thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Mà để mà có thân làm những việc bất thiện đó, hay hoặc là khẩu nói liên lời bất thiện đó, hoặc là ý suy nghĩ bất thiện, thì sự thật ra là do sự chủ tâm của mình hết. Sự chủ tâm của mình đó là Chetana của mình, đó là sự chủ tâm của mình. Và khi mà mình chủ tâm mình muốn làm cái điều ác, thì sự thật ra là do cái tâm mình suy nghĩ những điều ác. Tức là ở đây đó, là tâm ô nhiễm, tâm ô nhiễm, cho nên khiến cho chúng ta có cái hành động, khiến cho một cái người nào đó có cái hành động. Thì thân hành động nó không ngoài ý nghiệp, khẩu hành động không ngoài ý nghiệp, ý hành động thì là do nghiệp bằng ý. Thì ở đây đó, khi mà nói đến cái thân nghiệp á, thì người ta chỉ có tạo ra, người ta tạo ra cái gì? Thân sát sanh. Thân sát sanh. Tức là với cái người tu á, thì mình luôn luôn nuôi dưỡng cái tâm từ, và đặc biệt là giữ tránh xa những điều gì mà làm tổn hại, tổn thương đến sinh mạng, tất cả chúng sinh khác. Dù là trong một cái ý nghĩ cũng không nên. Trong một cái ý nghĩ cũng không nên. Như vậy thì khi mà thân không có làm tổn hại các vật, tức là mình không có đánh đập, tra có hay là mình giết chóc, dù là con vật lớn hay là con vật nhỏ, không có làm, thân không có làm tổn hại. Có một số người thì nói là con vật lớn thì nó có tội thôi, con vật nhỏ không có tội, như con muỗi, con kiến thì nó không có tội, không có mang nghiệp. Nhưng mà do cái sự chủ tâm của mình thì mình cũng vẫn phải bị mang nghiệp, thân sát sanh đó. Vì vậy cho nên trong Phật giáo chúng ta thấy rằng đầu tiên Đức Phật ngày khuyên những cái người tu tập đó, thì trước tiên là không có nên sát hại sinh vật. Trong thế giới sát hại sinh vật đó, thì
Ấn Độ giáo thì họ cũng có một cái sự kiêng đó, nhưng mà đối với Phật giáo thì Đức Phật ngài khuyên các cái hàng đệ tử của ngài từ các bậc xuất gia hay là hay gọi là tín đồ, những cái người đệ tử của ngài, những người Phật tử cũng vậy, cư sĩ cũng vậy, tức là không có sát hại sinh vật. Bởi vì nếu mà mình xét kỹ lại cái luân hồi của mình thì có lẽ là chúng ta sanh ở trong cảnh giới an vui có, chúng ta sanh trong cảnh giới khổ có. Cho nên là nhiều kiếp chúng ta trôi lăn trong sanh tử luân hồi thì không sao tránh khỏi, là chúng ta không thể nào mà nói rằng chúng ta không có sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và tu la. Và nếu mà nói súc sinh đó, thì rõ ràng là từ loài kiến, loài trùng, loài dế cho đến chim bay ở trên trời, cho đến cá ở dưới nước, rồi cho đến những cái loài gia cầm, gia súc ở trong nhà của người ta được nuôi gà, vịt, trâu, dê, bò, chó, heo gì đó, thì tất cả những cái đó là do là súc sinh, là súc sinh thì làm tổn hại những súc sinh, những sinh mạng, bởi vì có sự sống mà. Trong cái giới sắc sanh của một cái người Phật tử, người nói riêng ấy, chúng ta thấy có năm chi, phải không? Một là vật có thức tánh, tức là có sự sống. Hai là vật biết vật có thức tánh, tức là cái tâm của mình vẫn còn sáng suốt, vẫn còn khôn ngoan, mình vẫn biết được là cái con vật đó nó có sống. Nhiều ngay cả con kiến nó bò nghển nghẽ ở dưới mặt đất á, thì nó cũng có sự sống, mình biết nó còn sự sống. Hai là mình, ba là mình cố ý mình giết, tức là mình tâm mình muốn giết cái con vật đó, chủ tâm mình muốn giết con vật đó, giết bằng cái hình thức gì đó không biết. Rồi thứ tư là mình ráng sức mình giết. Thì ở đây là cái hình thức, cái cách thức mà mình giết. Thì chúng ta thấy là có nhiều người thì giết cái con vật này cách kia, nhiều thứ lắm, nhiều cái cách để giết lắm. Ngày nay mình nói là giết người ta giết hàng loạt, giết bằng điện, giết bằng nước gì đó, thì nó nhiều thứ lắm. Chứ không phải là ngày xưa cầm con dao rồi thọc huyết heo là con heo nó chết rồi xong đâu, bây giờ người ta dí điện nó chết rồi. Nên là nhiều thứ. Rồi đến mình nói những cái con kiến cũng vậy. Nhiều khi nói con kiến, cái con vật nó nhỏ, nó không có mang tội nghiệp, mang cái nghiệp. Mình có sự chủ tâm mình biết, tại vì nó có đủ cái đó. Rồi mình cố ý mình giết, mình ráng sức mình giết. Rồi là những chúng sanh đó đã chết do sự ráng sức giết của mình. Như vậy thì tròn đủ năm chi đó, thì xem như là một cái người Phật tử, những người tu tập của chúng ta bị đứt giới sát sanh. Đứt giới sát sanh. Còn lại chưa đủ chi thì gọi là giới bị ô nhiễm. Giới bị ô nhiễm. Nhưng mà ở đây muốn nói, tức là khi mà mình có sự chủ tâm với cái thân mình sát sanh như vậy, thì mình sẽ là sanh địa ngục, sanh vào loại súc sanh cũng có. Mà súc sanh nó từ cái loại thai sanh này là thấp sanh như thế nào đi nữa thì cũng phải chịu quả. Người ta giết lại. Chúng ta thấy cái mạng sống của các cái con vật đó, ngay cả ngoài biển, con lớn ăn con nhỏ đó, coi như là mạnh hiếp yếu là chuyện đương nhiên. Chúng ta thấy hôm nào coi ở ngoài đại dương, nó có loại con cá voi gì mà nó rất độc ác. Nó thấy cái đàn cá voi này đi với hai đứa con voi, cá voi mẹ với hai cá voi con, chúng tôi quên tên này. Nhưng mà nó ruột, nó dí theo, nó ăn thịt cá voi đó. Cá voi ăn thịt cá voi mà nó giết, nó chết luôn con mẹ con gì, giết hết luôn. Thì ở đây chúng tôi muốn nói, đối với Phật giáo á, là thân mà kiêng sát sanh á, thì mình tránh xa những cái nghiệp khổ ở trong địa ngục hoặc là loài bàn sanh. Loài bàn sanh thì mình gọi là súc sinh á, gọi chung là vậy, Tirachana, đầu đuôi ngang nhau như con chó, con trâu, con bò, vân vân, đầu đuôi ngang nhau, cho nên gọi là loài bàn sanh. Thì cái việc mà một người mà chủ tâm sát hại, một người mà chủ tâm sát hại
thì cái người đó bị cái quả đau khổ. Trong cái lộ trình tâm của chúng ta, nếu giới ý ô nhiễm thì rõ ràng là cái sở hữu tư đó, nếu nói trong diệu pháp á, tức là sở hữu tư nó phối hợp ở trong những cái tâm tham của mình, hoặc nó phối hợp với tâm sân của mình, hoặc là nó phối hợp với tâm si hoài nghi của mình, vân vân. Và khi mà nó phối hợp với những cái tâm bất thiện đó, thì chúng ta tác đạo là chúng ta hành động, thân hành động, thì nó tạo cái gọi là thân nghiệp. Thân nghiệp thì nó sẽ có cái quả báo. Quả báo tùy tốc lực tâm hay là ẩm lực tâm của mình, mà nó có thể là tạo ra cái quả là diễn tiến ngay trong hiện tại, tạo ra cái quả diễn tiến ở trong đời sống kế tiếp, tạo ra cái quả bất cứ một đời sống nào trong đời sống luân hồi của mình, trong kiếp nào, bất cứ một kiếp sống nào trong kiếp sống luân hồi của mình. Chúng ta chú ý như vậy. Như vậy thì cái thân mà sát sanh á, thì phải sanh vào khổ cảnh. Nhưng mà cái người mà không sát sanh á, thì ở đây không có làm tổn hại từ thân nghiệp, thì chúng ta biết là chúng ta nuôi dưỡng được tâm từ, tránh xa được cái việc mà bị cái quả báo khổ do thân sát sanh. Là như vậy. Rồi bây giờ khi mà mình nói trộm cắp, thân trộm cắp, sự thật ra thân trộm cắp cũng là một thân ác hạnh. Tại vì chỉ có cái thân, mặc dù là ý của chúng ta điều khiển cho chúng ta, tại vì chúng ta bắt nguồn từ tâm tham, hay là bắt nguồn từ tâm sân, hay hoặc là bắt nguồn vì sự tà kiến hiểu sai, hay hoặc là bắt nguồn từ ở cái sự si mê của mình, tức là tâm si của mình. Mình không biết, không tin, không cho đó là tội lỗi, là nghiệp báo, quả báo. Cho nên là mình làm, hoặc là mình nghĩ là mình làm như vậy đó là, có nhiều người nghĩ là xả xui. Nhiều người nghĩ xả xui, đi trộm cắp mà gọi là xả xui, hoặc là nhiều cái nữa. Rồi bây giờ chúng ta nói là cái người mà mình nói là trong cái nghĩa đen á, thì thường là mình nói là người ta rình mò, người ta rình người này, rình người kia, của nhà người ta, vách nhà người ta, khoét vách đào tường gì đó để mà lấy, rồi tìm cách này cách kia lường gạt người khác, cũng là một trong những cái cách trộm cắp đó. Một trong những cái, có nhiều người họ đâu phải là như kẻ ăn trộm, nhưng mà rồi đó thì họ đi lường gạt, gạt cái này gạt cái kia, làm cho người khác bị mất mát của cái vật chất, tổn thương người khác, thì cái đó cũng là một trong những cái hình thức trộm cắp. Mình biết rằng là mình không trộm cắp, mà mình trộm cắp thì mình bị quá báo khổ. Quả báo khổ đó là sanh lợi làm người ấy, thì mình bị khốn khổ, nghèo nàn khốn khổ, rồi không có cái dịp may trong cuộc đời này, nhiều cái sự bất trắc rủi ro trong cuộc đời này rất là nhiều. Rồi khi có của cái vật chất thì bị mất mát cách này cách kia. Chúng ta thấy nhiều khi có người có của thì bị ăn trộm cướp rình rập nó lấy ha. Mình bị mất cổ, mình có cổ mà không giữ được thì cũng có nghĩa là mình bị cái quả báo không tốt, không sao, không tốt chứ không phải ấy đâu. Bởi vì có cổ mà không giữ được tức nghĩa là mình thiếu một phần nào, hoặc là bị trộm cắp, rồi hoặc là bị lửa cháy, rồi hoặc là bị nước cuốn, hoặc là bị chôn ở dưới đất, vàng bạc cái gì đó, rồi thời gian bị mất đi, lạc chỗ, nó là lạc chỗ, phi nhân dời đi cũng có. Rồi hoặc là con cháu hay là những cái đứa mà nó sinh trong gia đình, dòng họ trong gia đình, những đứa mà mình nghĩ mình thương nó, nhất là nó phá phá mình, nó tìm cách nó sinh sỏ hay nó trộm cắp hay nó tìm cách này cách kia để nó khóa mình. Có khi đâu ra đường nó bị tai vạ gì đó, phải tù tội, phải kiếm tiền nó ra, hoặc là lo tù cho nó, vân vân, nhiều thứ để làm cho mình bị mất của cả chất. Đó là kẻ, đó là người thừa kế mà bị nghề kế thừa bị quảnh tài đó, người kế thừa phá đó, nó cũng có. Cho nên cái việc mà mình, một người mà không sát sanh, không có tránh xa cái trộm cắp đó, thì đời sau mình có của bị mất, hoặc là mình bị đói nghèo khổ, hoặc là
không may mắn, có nhiều cái việc nó xảy đến với mình, hết chuyện này tới chuyện nọ, hoàn toàn là những chuyện không may mắn. Nhưng mà ngược lại, nếu như một người mà biết tránh xa trộm cắp thì có nghĩa là mình bảo đảm được những cái việc gì mà của mình, tài sản mình có, thì nó có một cách vững chắc, có không có bị những người này kẻ kia để người kia để mà rình mò lấy cắp hay là lường gạt hoặc là xin xỏ này kia. Tất cả những cái thứ đó mình có, mình giữ được, có được giữ được, bởi vì mình không có bị cái quả báo là do trộm cắp. Đồng thời là một người mà không có trộm cắp, có nghĩa là mình muốn tôn trọng và bảo đảm tài sản của người khác, cái nhân đó, cho nên là mình sẽ là được cái sự an vui, mình làm ở đâu nó được thuận lợi đó, không có bị trắc trở. Người ta nói gọi là gặp được cái sự may mắn, gặp được sự may mắn, luôn luôn gặp được cái sự trắc thuận lợi, rồi là mình làm cầu, làm ra có của nó vượt được vững chắc, giữ vững, không có bị nước cuốn, lửa cháy, nhà vua xung công, rồi kẻ lừa gạt, rồi kẻ trộm cắp, hoặc là những người mà nghĩ là thân quyến ở trong gia đình, họ tìm cách họ nào cũng có, mặc dù không phải là gì, nhưng mà do mình thiếu phước cho nên là không được đầy đủ phước, cho nên là này cách kia để nó khóa dần mòn hết tài sản. Thì cái điều đó là do cái gì? Do mình trộm cắp, lương gạt trộm cắp. Cho nên mình để mà tôn trọng những cái của cải của người khác thì không có làm, không có làm. Cái điều thứ hai nữa đó là khi mà mình nói đến, thứ ba nữa đó là khi mình nói đến khẩu thân nghiệp á, thì rõ ràng là thân mà mình tà hạnh. Mặc dù tùy theo cái văn hóa của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia, có những cái quốc gia thuộc phụ hệ, có những quốc gia thuộc mẫu hệ. Lúc nào chúng tôi thấy có những cái vùng đất là người, có những vùng phụ nữ. Ở đây nói để mình nhận định khác thôi. Có những người phụ nữ họ rất có nhiều ông chồng. Ngược lại đó thì người Á Đông của chúng ta, hay là nói người Việt Nam hay người Trung Quốc, thì rõ ràng là nhiều khi ngày xưa cái thời mình nói là một người đàn ông có đôi ba vợ, năm thê bảy thiếp. Nhưng mà muốn để như vậy đó thì rõ ràng là tùy theo. Rồi là có những nơi thì họ hà khắc với những người phụ nữ. Thì nói gì đi nữa thì nếu mà mình nói theo tùy theo cái văn hóa tập tục, nhưng mà dù sao đi nữa thì khuyên chúng ta là giống như là người cư sĩ thì chúng ta sống chung thủy, một vợ một chồng, ví dụ vậy, là không có tà hạnh á, không có tà hạnh. Thứ nhất là mình bảo đảm được cái cuộc hạnh hạnh phúc cho gia đình của mình. Bởi vì trong năm cái bổn phận của người chồng, hay là năm trong năm bổn phận của người vợ, mà trong kinh Thi Ca La Việt thuộc trường bộ kinh thì Đức Phật có nhắc nhở là năm cái bổn phận của người vợ và năm cái bổn phận của người chồng. Thì trong đó có một cái điều là chung thủy với vợ hoặc là chung thủy với chồng. Cho nên điều này muốn nói là mình chỉ đảm bảo cho cái việc hạnh phúc cho gia đình mà Đức Phật ngài khuyên như vậy. Thứ hai là nếu như một người mà tà hạnh thì ắt rằng sẽ có cái quả báo khổ ở trong tương lai, đó là sanh vào địa ngục hoặc là sanh vào loài bàn sanh. Điều đó mà chúng ta thấy cái sanh vào bàn sanh thì mình cũng không có tri được cái kiếp của mình quá khứ là cái gì, nhưng mà rõ ràng là những cái loài bàn sanh rất là khổ đó, rất là khổ. Cái loài mà súc sanh rất là khổ, trâu bò heo dê chó đó, cũng rất là khổ, rất là khổ. Tại vì dù sao nữa là mang kiếp, mang lông đội sừng là rất là khổ. Ở đây chúng ta muốn nói so sánh giữa con người và giữa người và con vật á, thì rõ ràng là con vật là nó khổ rồi, nó không được sung sướng hơn người rồi. Mà nếu một người mà làm cái việc mà tà hạnh á, thì nó là cái nhân để mà nếu mà sanh, không sanh địa ngục á, thì sanh vào bàn sanh á, thì làm trong chó heo dê gì đó
thì rất là khổ, bị người ta làm thịt rồi cũng phải chịu cái kiếp mà mang lông đội sừng rất là khổ, rồi kéo xe kéo cày, rồi thậm chí rồi là cuối cùng là nó không được như con người của chúng ta, không được như người của chúng ta. Thì cái quả báo mà để sanh làm loài bàn sanh thì dĩ nhiên có quả báo xấu, chứ không phải đừng không mà không quả báo đâu. À, thì ở đây đó là do cái thân gì, thân sát sanh, trộm cắp và tà hạnh bị có quả báo. Nhưng mà nếu như một người mà không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh thì dĩ nhiên là họ giữ được cái giới, họ tránh xa sát sanh, họ tránh xa trộm cắp, tránh xa tà hạnh thì họ không sanh vào bàn sanh. Họ tránh xa sát sanh, không tránh xa tà hạnh thì họ không sanh vào địa ngục, không sanh vào những cái loài người, người mà bị khốn khổ. Trong kinh thì nói là người như địa ngục, người như ngạ quỷ, người như A-tu-la, người như chư thiên, người như người. Thì ở đây muốn nói tức là mặc dù họ làm người nhưng mà họ có cái bản tính, họ có cái bản năng giống như là một con vật, hay là họ có bản năng như là một A-tu-la, hay là họ có bản năng như một con người thật sự, hay là họ có bản năng như như một vị chư thiên, một vị thiên. Thì ở đây đó là tùy thuộc vào cái hạnh nghiệp của mỗi người, hạnh nghiệp của mỗi người. Thì trước tiên đó là mình nói đến cái thân mà hành động bất thiện và một cái thân mà không hành động bất thiện. Nếu một mình từ bỏ thân làm ác, hay là mình từ bỏ cái lời nói ác, hay là từ bỏ cái ý nghĩa ác ấy, thì rõ ràng là ở chúng ta nói là từ bỏ cái thân làm ác thì chúng ta sẽ được cái sự an vui. Cái thứ hai nữa đó, ở đây muốn nói tới cái khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp tức là lời nói. Khẩu nghiệp là lời nói. Mà cái khẩu nghiệp đó, tức là lời nói của chúng ta phát xuất đó, thì phát xuất từ ở cái ý nghiệp của mình. Mình nghĩ bởi vì tâm tham, bởi vì tâm sân. Ở đây là chúng ta thấy là vì tâm tham mà người ta nói dối. Nó muốn, ví dụ như là cái người người buôn bán ấy, họ muốn lời, cho nên họ chấp nhận nói dối. Nói dối là gì? Nói dối mua một đồng mà nói 10 lượng này chẳng hạn, rồi bán là cả 10, 20 lượng hay 30 lượng để có lời, ví dụ vậy. Đó là cái cách nói dối của lòng, bởi lòng tham. Hay hoặc là mình muốn lấy cái vật đó, một người mà muốn lấy cái vật đó, rồi người khác họ đến họ có thấy vật đó hay không, thì mình nói gói dối, nói dối để che lấp được, để cho người ta không có để ý tới cái vật đó mà mình đã lấy rồi, trộm cắp lấy cái điều đó. Từ ở cái gì? Hoặc là cái người mà họ bởi cái lòng tham của họ, cho nên là khiến cho họ phải nói dối, họ nói không đúng sự thật. Bởi lòng sân mà họ nói đúng sự thật. Ví dụ bây giờ mình giận ai, một người đó nào nó mà giận ai, nhớ hiềm tị bực bội với người đó, khó chịu với người đó, tức tối với người đó, bây giờ mình tìm cách để dựng chuyện lên để mình nói dối, thì rõ ràng là do khẩu nghiệp. Hoặc là mình giận lên là mình nói những cái lời rất là cay nghiệt, nói chuyện, nói lời rất là khó nghe, ví dụ vậy. Bằng cái khẩu thì gì, mình giận người khác, hay hoặc là do lòng tham mà để mình nói dối, hoặc là do cái tà kiến dối nữa, tà kiến nói dối nữa. Ví dụ mình thấy nè, có nhiều ông thầy phù thủy, ông thầy phù thủy ở đây mình nói ông thầy phù thủy vậy thôi, nhưng sự thật ông thầy pháp hay là ông thầy bồ gì đó cúng kiến gì đó, rồi giáo bộ là trấn ma ém quỷ, rồi hình thức này hình thức nọ, rồi múa lửa múa gươm, hay hoặc là ém xì phù, ém bùa, hay là tất cả các thứ. Cái đó là một là họ cố tình để che lấp lại bằng cái sự tà kiến của họ, hay là họ đã hiểu sai về vấn đề, hiểu sai không đúng luật nhân quả, cho nên là họ vừa là dối lòng chính họ, mà vừa họ dối với những cái đối tượng mà họ muốn dối. Thí dụ như mình tin theo thì mình bị người ta lừa dối mình, vậy thôi.
Nói như một người Phật tử thì chúng ta tin vào nhân quả, tin cái gì cũng nhân quả, lấy nhân quả làm cái thước đo, làm cái phương trong hành động trong đời sống hàng ngày. Mình lấy nhân quả làm nhân ác thì tạo lãnh lấy quả khổ, mà làm nhân thiện thì nhận lấy quả vui thôi, nhận lấy quả vui thôi. Cho nên cái việc mà người Phật tử mà chúng ta tin vào nhân quả thì đó là gốc rễ chắc chắn, không có gì thay đổi. Mà không mà hả mà tin vào nhân quả thì không ai gạt mình được, không ai gạt mình được. Bản thân mình cũng không gạt mình, mà không ai gạt mình được luôn. Thì đó cũng chính là người nói dối do tà kiến, nói dối do tà kiến. Các vị chú ý như vậy. Cho nên là người ta có nhiều Phật pháp, chúng ta thấy là Phật giáo của chúng ta ngày xưa đó, thì xin thưa quý vị là Đức Phật dạy cho chúng ta tu tập thôi, dạy cho chúng ta là cứ ngồi trao dồi cái tâm của mình để một tu tập giới định tuệ thôi. Còn ngày nay Phật giáo chúng ta thấy nhiều hình thức, nhiều tông phái, nhiều chủ trương, nhiều pháp môn, thấy không? Nếu mà mình không khéo á thì có những pháp môn thuộc về trao dồi nội tâm của mình, nhưng mà có những cái pháp môn á thì người ta lại chủ trương cái này, chủ trương cái kia, trong đó không thiếu cái chữ mê hoặc người khác, mê tín người khác, để cho người khác hiểu sai với cái giáo lý của Phật, không căn cứ vào nhân quả nghiệp báo, và thế họ có cái sở hành bắt chước theo, họ làm theo như vậy, thì cái đó nó cũng rất là nguy hiểm. Mà mình thấy là Phật giáo mình là càng về sau này nó lại có những điều đó. Và đối với Phật, đối với chúng ta đó, là người tu Phật chân chính thì chúng ta biết những điều gì nên làm, những điều gì không nên làm, thì cái điều đó rất là quan trọng, rất quan trọng. Khi mà nói đến khẩu nói ác á, thì khẩu nói ác ở đây bao gồm cả nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ. Có những người đó thì quý vị thấy rằng là ghét ai đó thì nói thêm nói bớt, thêm mắm dặm muối nhiều thứ thêm vào trong đó, dựng chuyện. Hay hoặc là mình thương ai á, thì mình chẳng sàng mình che lấp, mình nói dối để che lấp cái người đó. Cho nên là một trong những cái pháp tư dị đó, tư dị gì thương, tư dị gì ghét, tư dị gì sợ, tư dị gì si mê đó, những cái pháp tư dị đó dễ đưa người ta xuống địa. Cho nên là chúng ta tránh đi cái việc tư dị gì thương, tư dị gì ghét, tư dị gì sợ, tư dị gì không hiểu biết. Đó là sự si mê của mình hay là tà kiến của mình. Đó là sự tư dị gì không hiểu biết. Tư dị gì thương tức là lòng tham, tư dị gì ghét là lòng sân, tư dị gì si mê ở đây là tâm si của mình. Thì cái tư dị đó dễ đưa vào pháp, là pháp dễ dàng đưa người ta xuống địa ngục lắm. Cho nên ở đây khi mà nói đến khẩu nghiệp thì chúng ta biết rằng có những cái lời nói vì nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, nói lời mà vô ích. Cái vô ích đó nó không phải là tác hại trực tiếp đến những người khác, vô ích không phải là nói trực tiếp đến tổn hại đến người khác, nhưng mà rõ ràng là lâu ngày chày tháng nó là làm tổn hại cho chính bản thân của cái người nói. Bởi vì sao? Tâm mình cứ đeo đuổi theo những cái điều đó, ta nói những lời nó không đâu vào đâu, vô ích vậy, mất đi cái thời giờ mà mình nói những cái lời nói đó, thì lâu ngày tâm của mình nó buông lung, tâm của mình nó cẩu thả, hay là tâm của mình không có thu thúc, thì dễ dàng đi tạo ra cái ác nghiệp lắm. Cho nên ở đây đó là trước mắt là cái người mà nói những lời nhảm nhí vô ích đó, nói những lời vô ích đó, là tổn thương cho họ. Kế tiếp nữa là cái người mà thích nghe cái chuyện mà vô ích đó, riết họ cũng quen, họ không có dành thời gian cho nhiều cái việc mà nhìn lại cho đúng cái sự thật của nó, đúng bản chất thật của nó, cũng nhìn mà cứ nghe cái lời nói đây đó, thì cái điều đó nó phải là làm tổn hại đến tất cả mỗi người chung quanh. Thì ở đây nói đến khẩu ác hạnh là cái người mà tạo ra cái ác nghiệp bằng khẩu nghiệp, khẩu ác nghiệp đó thì sẽ đưa đến cái quả báo khổ. Mình nói địa ngục là Đức thì nói
địa ngục ở đây, mà cái người mà ác trí, ví dụ như cái trí ở đây á, có những người nghĩ mưu mô cách này cách nọ để là tổn hại người khác, tổn hại chúng sinh khác, thì cái đó gọi là ác trí đó. Cho nên là người ta suy nghĩ ra nhiều cách để giết người, làm tổn thương người, mưu mô này trước nọ để mà làm tổn hại người khác, trực tiếp, gián tiếp, hoặc là sớm, muộn, trễ hay là nhanh, tất cả những cái suy nghĩ, cái cách mà làm cho tổn hại cho người khác ấy, thì phải nói cái đó là ác trí tuệ. Ngược lại đó là chúng ta gọi là người mà có thiện trí, thiện trí là nghĩ cách nào mà để làm lợi ích cho người khác, làm lợi ích cho người khác, làm lợi ích cho người khác, thì cái đó là thiện trí, cái đó là thiện trí. Trong kinh nó có nói là chúng ta đó, trong kinh Tăng Chi Đức Phật có dạy là cái người mà biết thiện xảo trong pháp thối hóa, thiện xảo trong pháp thối hóa là sao? Là mình nhìn ngay là biết ở chính cái tâm của mình nghĩ như vậy nè, hoặc là hành động của mình như vậy nè, hoặc là lời nói của mình như vậy nè, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái đời tu hành của mình, cái sự nghiệp tu tập của mình, nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của mình tu tập, nó sẽ làm cản trở cái đời sống tu tập của mình, thì mình biết rằng cái cách này là làm tổn hại cho pháp tối hóa cho mình, đó là thiện xảo trong pháp tối hóa. Còn một người mà thiện xảo trong pháp tiến hóa là sao? Mình biết cách này cách kia làm cho cái tâm của mình vươn lên, tức là hả nghĩ đến những điều bất thiện thì nên lái cái tâm đi chỗ khác, thân làm cái điều bất thiện là không nên làm, tránh xa, khẩu nói những lời bất thiện thì không nên nói, mà nên nói những điều lời thiện, thì cái đó cũng là một trong những cái, hoặc là tâm mình nghĩ những cái điều gì mà nó sai quá thì không nên nó nghĩ, mà nên nghĩ những điều gì mà thiện, lợi ích cho mình, lợi ích rồi thì nên làm, thì cái đó là thiện xảo trong pháp tiến hóa. Cái tiếp nữa là thiện xảo ở trong phương tiện. Mình hiểu cái chữ phương tiện ở đây là cái phương pháp, cái cách mà mình làm. Có người thì thích hợp cho cái cày để mà điều trị thân tâm mình, điều trị cái lời nói của mình, khẩu ác hạnh của mình, ý ác hạnh của mình, hay hoặc là thân ác hạnh của mình. Cho nên cái người cách đó ứng dụng cho nó, thì phải nói rằng cái người biết cái cách đó là thiện xảo trong phương tiện, tức là biết cái cách để làm cho cái sự tiến hóa cho mình. Mình đừng có nghĩ rằng là người ta làm gì phải làm gì. Có những điều á, có những điều nó cần phải có cái chung, có những điều cần phải có cái chung, giống như cái công thức chung, nhưng mà có những điều không thuộc công thức chung, có những điều không thuộc công thức chung, tức là có những người phải thích ứng với những pháp môn này, thích ứng những cái pháp này để mà mình điều trị cái tâm của mình. Giống như chúng ta học trong thiền vậy đó. Sự thật ra thì cái cốt lõi nhất trong thiền là làm sao giữ cái tâm của mình, hoặc là định, hoặc là tuệ, hoặc là chánh niệm. Nhưng mà cái cách của các ngài ứng dụng thì ví dụ như ngài A Chần Cha đó, thì ngài là phép, ví dụ vậy. Rồi có vị thì lại đặt nặng về cái thiền chỉ, tức là trụ tâm trên một cái gì đó. Rồi có người thì có vị thì đặt về cảm thọ, thì tùy vào mỗi cái tâm tính của mỗi cái vị hành giả, cho nên là chúng ta thích ứng với những cái gì. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta làm giữ cái tâm của mình được có chánh niệm và tỉnh giác, hoặc là có định tâm trên một đề mục, đừng có bị tán tâm. Thì cái đách cách đó là cái cách phương tiện này. Thiện xảo trong phương tiện này. Là như vậy. Rồi mình nói trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, cái gì cuộc sống hàng ngày cũng vậy. Có khi đó là mình đừng có nói rằng cái nơi này là cái nơi mà để thích hợp cho mình tu tập. Tự mình đặt cho mình một cái khung. Đặt cho mình một cái khung. Mặc dù là trên cuộc đời này, trước khi chúng ta tu thì chúng ta cũng chuẩn bị cho mình một cái nơi để nó thích hợp để mình tu. Rồi mình phải chọn cho một cái pháp môn để mà mình tu. Rồi chọn một cái người bạn thích hợp để mà mình tu. Ví dụ vậy. Rồi chọn cái điều kiện sẵn có của mình, cái điều kiện mà nó tương đối có cho mình để mình yên tâm để mình tu. Thì ở đây đó là ở bên Bắc truyền người ta gọi là pháp tài lữ địa. Pháp tức là cái pháp mà mình chúng ta tu, chúng ta đang theo đuổi.
tài tức là điều kiện để mà chúng ta có, để chúng ta tu tập. Nó không phải nhiều quá, mà cũng không phải thiếu quá. Thiếu nhiều quá thì chúng ta quay về hướng với cái hướng thụ, nhưng mà ít thiếu quá thì chúng ta khó khăn trở ngại cho cái việc tu tập của chúng ta. Thì điều này nó chúng ta phải biết rằng chúng ta phải biết thích nghi trong cái điều kiện, nghi trong cái hoàn cảnh, và chúng ta làm sao để có được cái sự tiến hóa tu tập của mình. Thì cái cách đó là gọi là thiện xảo trong phương tiện, thiện xảo trong phương tiện. Thì ở đây khi mà nói đến khẩu ác hạnh thì phải nói rằng là nó nhiều cách để làm tổn hại cho chính mình. Khi mà mình nói những cái lời khẩu ác hạnh ra thì làm tổn hại cho mình, bị cái quả báo xấu. Rồi mình thấy rằng có những người sanh ra đời nhiều khi bị khuyết tật cái miệng của mình, câm ngọng đuôi điếc gì đó, rồi có nhiều cái quả báo xấu nữa khác nữa. Mà ở đây là gì? Nếu giới ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như bóng, như xe chân vật kéo. Nếu ý thanh tịnh nói lên hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Thì điều này muốn nói đến cái khẩu ác, khẩu thiện hạnh. Khẩu thiện hạnh tức là thay vì mình nói những lời độc ác thì mình nên những lời hiền thiện. Thay vì nói những cái lời chia rẽ thì mình nên nói những lời đoàn kết gắn bó, quý mến, tâm từ với nhau. Thay vì nói những cái lời nhắn với vua thì mình nên nói những lời mà nó thiết thực, mang đến cái sự lợi ích. Thay vì nói những lời ác khẩu thì nói những lời thiện hạnh. Đó là điều mà chúng ta cần làm, cần nói. Bây giờ khi mà nói đến cái ý tức là cái tâm của mình. Cái tâm, khi mà mình nói đến cái tâm của mình, tâm làm chủ các pháp mà. Ý làm chủ, ý tạo, nếu với ý ô nhiễm nó lên hay hành động. Thì bây giờ cái tâm của mình nó bằng cái gì mà gọi là ô nhiễm? Như thế nào nó gọi là thanh tịnh? Ở đây là mình nói đến cái sự thanh tịnh ở cái mức sơ khởi, sơ cơ, thanh tịnh ở mức trung bình, và thanh tịnh ở cái mức cao, mức tầm cao lên trên, tuyệt đối. Thì khi mà mình nói đến cơ á, là những cái gì? Cái tâm của mình, mình phải nói rằng để cho cái tâm của mình gọi là không có tham ác, sân ác và tà kiến ác, thì cái đó nó cũng khó. Như thế nào được gọi là thân ác, tham ác? Như thế nào được gọi là sân ác? Như thế nào được gọi là tà kiến ác? Quý vị thấy rằng là cái gì mà chúng ta nghĩ thoáng, dĩ nhiên là cái tâm bất thiện của một người ấy, chúng ta có bản chất của pháp bất thiện, còn phiền não mà. Cho nên có những lúc chúng ta bị có thoáng qua nghĩ những điều sái quấy, những điều sái quấy. Nhưng mà chúng ta không, nó không trở thành cái nghĩ của mình, nó không trở thành cái sự nung nấu dằn vặt hoài bởi tham, bởi sân, bởi tà kiến. Bởi tham, bởi sân, bởi tà kiến. Nếu chúng ta nghĩ thoáng qua, chúng ta trực nhận lại, mình thấy rằng cái tâm mình nghĩ như vậy nó quấy, bây giờ là mình không nghĩ những cái điều đó nữa. Dù là tham sắc, tham tài, tham danh vọng địa vị, tham của cải vật chất, tham đủ thứ chuyện trên cuộc đời, thì nếu mà chúng ta nghĩ thoáng qua thì chúng ta lập tức dập tắt nó ngay. Nhưng mà chúng ta để nó nung nấu hoài đó, thì cái đó nó lâu ngày nó sẽ khiến cho chúng ta có cái hành động hoặc là lời nói bắt nguồn từ ở cái tâm tham đó, lời nói bắt nguồn từ ở cái tâm sân đó, lời nói bắt nguồn từ ở cái tà kiến đó, cái tà kiến. Cho nên có nhiều người đó là bị cái tà kiến nó hoành hành, có người thì bị cái lòng tham của mình nó hoành hành, có người thì bị cái lòng sân của hoành hành, khiến cho họ có cái hành động, khiến cho họ có cái lời nói. Thì nếu mà chúng ta nghĩ thoáng qua một chút thì nó chưa phải là một
trong những cái gọi là ý ác hạnh chưa, nó chỉ mới nghĩ thoáng qua, nhưng mà chúng ta để cái tâm của mình nghĩ hoài như vậy đó, để khiến cho mình có cái hành động hoặc là nói bất thiện đó, thì rõ ràng ở đây được gọi là ý ác hạnh. Ý ác hạnh giống như là chúng ta thấy gọi là giữa cái điều gì mà nó mới manh nha, nó mới manh mún lên thì chúng ta không kịp dập tắt thì lâu ngày nó sẽ lớn mạnh lên, giống như là giữa một cái cục than vậy đó, cái cục than mà nó hừng đỏ, tuy nó như vậy nhưng mà nó chưa bốc lên những cái lửa ngọn, mà nếu chúng ta không có dập tắt nó đi thì nó sẽ bốc thành cái lửa ngọn, mà lửa ngọn thì nó sẽ thiêu rụi cả khu rừng ấy, nó thiêu rụi biết bao nhiêu căn nhà, nó thiêu rụi biết bao nhiêu khu rừng, từ ở cái lửa nó mới có một chút thôi. Thì cái manh mún này đó, cái ý ác hạnh ở đây đó, khi mà nói đến cái tham ác hạnh, sân ác hạnh, hoặc là ý tà kiến, tham ác, sân ác và tà kiến ác, thì cái gì, động cơ gì mà nó nghĩ từ ở cái lòng tham của mình, mình cứ nung nấu nó hoài, nuôi nó, trở thành cái lửa, trở thành những cái điều mà nó nung nấu hoài ở trong lòng của mình, để khiến cho mình hành động, khiến cho mình có những cái lời nói bất thiện, thì cái đó được gọi là tham. Còn cái gì mà nghĩ rằng do cái lòng sân của mình, cho nên là mình bực bội hay không hài lòng, chuyện nó nhỏ thôi, chuyện đó nó cũng đã qua lâu rồi, nhưng mà nếu như mà mình không dẹp ngay lập tức, mình dẹp tắt nó bỏ thì nó cứ nung nấu hoài, nó cứ nung nấu hoài, và chúng ta cứ nghĩ hoài ở trong đó, nghĩ hoài như vậy, nghĩ riết như vậy, nghĩ những điều sai, những điều quấy, để cho cái tâm của mình nó khiến cho mình có những cái hành động bất thiện hay lời nói bất thiện. Như vậy đó thì phải nói rằng chính cái điều đó nó sẽ là gọi là cái ý ác hạnh. Mà ý ác hạnh là do tham, tham ác, do sân ác, rồi do tà kiến ác nữa. Chúng tôi có đọc một cái nguồn tin đó, là cái anh chàng đó, ảnh ở dưới miền Tây, ở tỉnh Đồng Tháp, là cách đây cũng thời gian lâu rồi, anh chàng luyện thiên linh cái và hả, mà các cái cô phụ nữ, cái người phụ nữ, những người phụ nữ vô mà tin vào ông thầy coi bói, ông chữa bệnh cho, chữa bệnh tà bệnh ma vậy đó, là vô anh giết hết, anh giết tới bốn người. Cuối cùng là cái cô gái đó mới 16 tuổi, là anh giết để anh luyện thiên linh cái mà. Luyện thiên linh cái, thì chúng ta cũng nghe nói là luyện thiên linh cái là người ta cầu của người phụ nữ mà, để người ta luyện cái gì đó, thì người ta luyện tà. Thì cái ông thầy đó chúng tôi muốn nói, tức là ông nghĩ là ông sẽ luyện thành công, và ông luyện cái đó để ông làm lợi cho ai không biết, hay là hại cho ai không biết, nhưng mà do cái ý nghĩ như vậy, do cái ý nghĩ mà đâu có cái chuyện gì mà từ ở cái việc mà mình làm tổn hại cho người khác, làm tổn thương cho người khác mà cầu an vui hạnh phúc cho mình, đâu có. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy đó, là người nào cầu an vui và hạnh phúc cho mình, nhưng mà người đó dùng quyền thế hãm hại chúng sinh khác, người đó sau khi chết thì người đó không bao giờ được an vui. Sukha kamani futani yodande nagin tat sati attano sukame sata, là người nào mà cầu an vui và hạnh phúc cho mình nhưng mà dùng quyền thế hãm hại chúng sinh khác, thì kẻ đó sau khi thân bại mệnh chung không bao giờ có được sự an vui. Đức Phật ngày dạy trong kinh Pháp Cú như vậy. Thì ở đây đó chúng ta hiểu rằng bởi vì chính cái ông thầy đó ông nghĩ vậy, cái ông đó ông nghĩ vậy, mà rồi cuối cùng là mùa nước nổi như vậy ở Đồng
tháp mà chôn lên những cái gò hay là chôn sâu những trời viền dưới rồi bùng sình vậy, là người ta cũng phát hiện ra, giết cái người thứ tư là người ta cũng phát hiện ra, cuối cùng thì nhà nước bắt ảnh tử hình ảnh, kêu án ảnh tử hình ảnh. Nhưng mà cái người, những người phụ nữ đó, đó là muốn ổng đến, đến ổng là để coi bói, để coi bói, đó là tà tính thôi. Ổng tin vào nhân quả mà tin vào cái điều gì đó đón bởi ông thầy, đón tương lai quá khứ hiện tại vị lai gì đó, đón vận mệnh mình bởi ông thầy, rồi nghĩ rằng ông thầy sẽ chữa bệnh cho mình, cuối cùng là bị ổng hãm hại hết. Bốn người phụ nữ, ổng luyện thiên linh cái, cuối cùng thì chính quyền, nhà chức trách đó, họ phát hiện ra, dân làng họ phát hiện ra, bắt ảnh ở, rồi bắt đầu là kêu án ảnh tử hình. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng chính cái lời ác hạnh hay là cái ý nghĩ tà kiến, tà kiến là động cơ để thúc đẩy để cho họ làm những điều ác. Không có. Thì cái người mà làm điều ác thì phải sanh vào khổ cảnh. Cái người mà đều được những cái nhân lành, nhân lành tức là thất bỏ ác hạnh, hay là hai lời nói ác ngữ, lời nói ác, hay là từ bỏ ý ác, ý ác đó, thì cái người đó họ nhìn lại cái lỗi lầm của mình, không có một điều gì ray rứt ấy. Cho nên là khi mà họ mệnh chung như vậy thì do cái trí tuệ hiểu biết như vậy, cho nên họ sẽ sanh thiện thú. Sanh thiện thú, thiện thú ở đây hiểu là cõi vui. Chữ thú ở đây gá tí, chữ gá tí tức là nơi mà chúng ta tái sanh. Thiện thú là cái nơi mà chúng ta tái sanh, là cái cảnh giới vui. Cảnh giới vui, cảnh giới vui đó có thể là cõi người trở lại nè, cõi trời nè, các cõi trời. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng nói đến là tu đến thập thiện, tức là thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối khẩu, xin lỗi, không sát sanh, thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Khẩu thì không nói dối, không nói lời độc ác, không có nói lời chia rẽ, không có nói lời vô ích. Ý thì không tham ác, không tà sân ác, không tà kiến ác. Thì mình nghĩ như vậy thì cái đó gọi là thân ác thiện hạnh, khẩu thiện hạnh và ý thiện hạnh. Ngược lại đó là thân ác hạnh, khẩu ác hạnh và ý ác hạnh. Thì cái ý ác hạnh á, cái người mà tác tạo bằng cái ý ác hạnh, tức là chetana, họ hướng với cái tâm bất thiện, bằng với những cái tâm bất thiện này đó là sở hữu tư, nói trong Di Diệu Pháp, tức là sở hữu tư là sở hữu chủ tâm để tác tạo, mà sở hữu chủ tâm tác tạo phối hợp với những tâm bất thiện bằng những cái tâm tham, tám tâm tham, hai tâm sân hoặc là hai tâm si đó, mà đưa đến cái quả hộ, đưa qua quả hộ ở trong tương lai, đừng nói đâu xa. Cái quả báo khổ đó, đó có nhiều khi quý vị biết rằng nó tùy thuộc vào cái tốc lực tâm của mình. Thì có những quả mà nó trổ ra ngay trong đời sống hiện tại, mà trong Di Dự Tạng gọi, trong Thanh Tịnh Đạo ngài Bút Tháp Cô Xá gọi đó, đó là hiện báo nghiệp, tức là cái nghiệp mà nó trổ ra ngay trong đời sống. Có nghĩa là bằng cái sát na thứ nhất ở trong bảy sát na động lực đó để tác tạo thành nghiệp, thì nó tạo bằng cái sát na thứ nhất, nó tương tác giữa cái sát na thứ nhất đó. Và có những cái nghiệp mà nó trổ ở trong đời sống kế tiếp, phần lớn là như vậy, phần lớn là như vậy, tức là tổ sanh trong cái đời sống kế tiếp là sau khi chúng ta thì chúng ta nhận ngay cái quả báo đó. Nếu một người mà làm ác hạnh bằng thân khẩu ý ác hạnh đó, thân sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, khẩu nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, nói lời vô ích, vân vân, ý tham ác, sân ác và tà kiến ác, thì bằng như vậy thì tác tạo như vậy thì sẽ sanh vào cõi khổ. Còn cái người mà tạo bằng những cái nghiệp lành, nghiệp lành tức là thân từ bỏ sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, khẩu thì từ bỏ nói dối, nói lời độc ác, nói lời vô ích, nói lời nhảm nhí vô ích, nói lời vô ích, nói lời chia rẽ, và ý thì không tham ác, sân ác và tà kiến ác, thì những cái người đó khi mà thân hoại mệnh chung, họ sanh, sẽ sanh về cảnh giới lành. Và ở đây mình nói trên phương diện nhân quả, tức là còn thọ nghiệp. Nhưng mà nếu một người mà từ bỏ sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, nói
nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, nói lời nhẫn với dưới thân, tà kiến ác, sân ác và tham ác á, thì cái, cũng là một cái nhân để tạo cho chúng ta cái tâm an lành, cái tâm an tịnh. Khi mà cái tâm an tịnh như vậy thì cái mà tu tập giới, định và tuệ của chúng ta nó cũng là dễ dàng có được cái mức độ tiến bộ cho chúng ta để chúng ta tu tập đạt được giới, định và tuệ, để chúng ta đạt được cái sự an lạc giải thoát. Đó là điều mà hiểu là như vậy, hiểu là như vậy. Nhưng mà trước mắt đó là ở đây Đức Phật ngài cái người mà nghĩ lại những cái điều mà ta đã làm. Bởi vì khi mà mình làm những cái điều gì lỗi lầm thì mới cảm thấy điều đó nó ăn năn hối hận cho mình. Còn nếu mà không có làm cái điều gì ác á, mình nghĩ lại, mình xét lại đó, là mình không có làm, mình làm những cái điều gì ác mà mình thường xuyên làm điều thiện, thì không có cái điều gì mà chúng ta ăn năn hối hận hết, không có điều gì mà để rai rứt á. Cho nên chúng ta rất là thanh thản. Cái người mà không tạo điều ác á, thì từ thân khẩu ý á, thì họ luôn luôn có sự thanh thản. Và khi mà có sự thanh thản như vậy á, thì họ sẽ sanh cảnh giới lành thôi, sanh cảnh giới lành. Còn mình dính mắc cái gì thì khổ cái đó. Mình nhớ tới cái chuyện gì mà mình chưa giải quyết được, rầy rứt, dính mắc vô thì bị dính mắc vô đó thì sẽ dắt dẫn mình tái sanh thôi. Dắt dẫn mình tái sanh. Tâm mình dính mắc cái gì thì cảnh đó nó sẽ dắt dẫn mình tái sanh. Mình sẽ hướng tới đó. Cho nên là cái quan trọng, nếu mà thường nghiệp, một người mà làm ác nghiệp thường xuyên thì họ bị rai rứt á, thì cái thường nghiệp mà do cái thường nghiệp bất thiện đó để dắt dẫn họ tái sanh rồi, không cần tới cận tử nghiệp. Còn một cái người mà làm được cái nghiệp lành á, thì bởi vì hàng ngày họ luôn luôn tu tập những cái điều thiện, thân khẩu ý của họ làm điều thiện, họ thực hiện những điều thiện, thì họ nhớ những điều thiện, họ càng quan hỷ, họ càng quan hỷ. Và khi mà họ thì họ nhớ những điều thiện, họ quan hỷ, do họ không làm điều ác mà họ nhớ đến những điều thiện cho nên họ quan hỷ. Và khi họ quan hỷ thì họ thanh thản, họ sanh cảnh giới an lành. Cho nên điều này đó là không cần phải ai tiếp dẫn mình đó. Nói trong Phật giáo Nguyên Thủy, nói theo đúng cái tôn chỉ của Phật á, thì Phật dạy mình đó là mình cứ trau dồi cái tâm của mình. Một cái đạo Phật mà Đức Phật ngài dạy từ thời xưa đó, cốt lõi của đạo Phật là cái việc mà mình tự trau dồi, tự mình làm hòn đảo cho mình. Điều đó rất là quan trọng. Cho nên có một câu pháp cú của Đức Phật ngài dạy là attahi attano nato ko rinato barosiya attata hisudante na na thang lapati dun lapham. Chính ta tự nương tựa, nào ai khác cứu tinh, tự mình khéo được cứu tinh khó được. Cho nên là Phật giáo Thiên Nguyên Thủy thì thời Đức Phật thì Đức Phật khuyên dạy mình tự trau dồi, chẳng cần ai mình gì ở đây. Mà Phật dạy cho mình để mình tu, thì mình hướng dẫn cho mình để mình tu. Mà mình không tu thì mình không có được lợi lạc gì hết. Nếu như mà một cái tâm ô gì thì Phật có rước lên trên đó ở cảnh giới nào thì cái thế giới đó, cái cảnh giới đó, xin lỗi cái gì, nó cũng ô nhiễm như ở đây thôi. Phiền não cũng đầy giặt ở đây hết, như ở đây. Cho nên thôi ở đây sướng hơn, rong rêu. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng lực mà tu tập, mà đến một lúc nào đó thanh lọc được những cái bệnh nhơ cấu quế của phiền não thì chúng ta đạt được sự giải thoát, không cần ai tiếp rước, không cần ai tiếp dẫn. Mà nếu tiếp dẫn những cái người bệnh nhơ cấu quế như vậy thì ở đâu cũng như ở đấy thôi, ở trên cảnh giới nào đó cũng như là cảnh giới ở đây thì cũng như vậy thôi. Nó cũng không đúng tôn chỉ của Phật. Tôn chỉ của Phật là tự tu, tự tu tập. Chúng ta học Phật, chúng ta tu Phật, tu theo lời dạy của Phật để chúng ta hưởng được cái niềm an lạc. Cho nên có một cái câu Phật ngôn Đức Phật ngài dạy rằng ai hành pháp thì pháp sẽ hộ trì lại là gì? Ai hành pháp thì pháp sẽ hộ trì lại. Tức là cái người mà hành pháp thì chính pháp
giúp cho họ được sự an lạc, họ thanh thản, họ được sự an vui. Còn ai không hành pháp thì người đó pháp không hộ trì, pháp không hộ trì nữa. Cũng như là cái có một cái câu Phật ngôn ở trong một cái bài kinh mà thuộc trường bộ kinh Đức Phật ngài dạy là giống như là một cái câu Phật ngôn mà Đức Phật ngài dạy đó là ai so tham măng vô tham măng bát sa tí so tham măng bát sa tí, có nghĩa là gì? Có nghĩa là ai thấy pháp thì người ấy thấy Như Lai, nhưng mà ai thấy Như Lai thì người đó thấy pháp. Cái Như Lai này hiểu là cái pháp mà chúng ta đạt được, thấy được Phật. Ai thấy Như Lai vô tham măng bát sa tí so tham măng bát sa tí. Chúng tôi nhớ cái câu này là cái câu thi, cái đề thi của Học viện Phật giáo ngày xưa. Chúng tôi nhớ chúng tôi đi thi để lấy đầu vô trong trường Đại học Phật giáo. Thì có một cái câu đó, câu là vô tham măng bát sa tí so tham măng bát sa tí, tức là ai thấy pháp thì người ấy thấy ly dục khởi, mà ai thấy ly dục khởi thì người ấy thấy pháp. Thì ở đây có nghĩa là tự mình tu tập để đạt được sự an lạc. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây qua cái bài giảng hôm nay. Trong thời gian cho phép thì chúng tôi xin chia sẻ bấy nhiêu ý nghĩa, cũng mong rằng chúng ta chia sẻ với nhau ở trên phương diện tu tập để đạt được cái sự an lạc, mong cho các vị Phật tử chúng ta được sự an vui tiến hóa. Cuối cùng thì xin hướng nguyện phần phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta, quý chư tu nữ được sự an lạc trong ánh hào quang của Đức Phật. Nam mô. Đại chúng, chúng con xin được kính tri ân thượng tọa Pháp Tân Đức Từ Bi Hoằng Đạo. 30 và